Kính thưa quý vị, Alec Baldwin bị đình chỉ lên sóng vì mỉa mai người đồng tính, tin từ New York. Theo nam diễn viên đồng thời là người dẫn chương trình trên đài MSNBC, Alec Baldwin cho biết chương trình talk show do anh đảm nhận sẽ bị tạm ngưng cho đến hết tuần sau. Ngoài ra, Baldwin cũng đã gửi một lời xin lỗi tới cộng đồng người đồng tính vì những lời bình luận gay gắt và gây tranh cãi của mình. Theo nam diễn viên 55 tuổi này đã thừa nhận, phát biểu của anh là một sự xúc phạm và không thể chấp nhận được đối với những người đồng tính. Chương trình talk show Up Late with Alec Baldwin mới chỉ vừa ra mắt từ tháng trước và hiện đã bị tạm ngưng cho tới hết tuần sau. Trong một đoạn video do blog chuyên khai thác tin tức người nổi tiếng TMZ công bố, Alec Baldwin đã mỉa mai một nhiếp ảnh gia ở New York bằng những từ ngữ kỳ thị người đồng tính. Hành động nói trên đã khiến cho nhóm vận động đồng tính trở nên giận dữ và chỉ trích Baldwin một cách nghiêm trọng. Alec Baldwin là một nam diễn viên từng gặp nhiều rắc rối với cánh nhà báo và phóng viên. Trước đó, hồi tháng 6 mới đây, thì nam diễn viên này đã xúc phạm một phóng viên của tờ Daily Mail bằng những tin nhắn Twitter kỳ thị đồng tính. Chương trình của Baldwin đã bị tạm ngưng từ trước đó vì anh phải ra làm chứng cho một vụ kiện chống lại người tình Genevieve Chaburin, người đã bị kết tội vì theo dõi và quấy rối gia đình của Baldwin. Kính thưa quý vị, vừa rồi phần tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang tổng hợp cuối tuần cùng với Thanh Thanh. Thanh Thanh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.